văn bản của cấp ủy là có nghĩa hết sức quan trọng. Chính vì vậy thì trong thời gian vừa qua thì cùng với việc nâng cao công tác chuyên môn thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ thành lập một cái tổ chuyên sâu trên lĩnh vực nghiên cứu về phát triển kinh tế xã hội. Và từ khi thành lập tổ đến nay thì cũng đã biệt phái được 14 viên chức công chức từ các sở ban ngành địa phương của thành phố về văn phòng thành ủy và cũng nghiên cứu. Giữ vững nguyên tắc công tác thì thời gian đến tôi đề nghị tập trung làm tốt cái công tác tham mưu, trong đó trọng tâm là việc rà soát bổ sung về quy chế làm việc, tiếp tục học tập kinh nghiệm hay của Trung ương, của các tỉnh thành bạn và nội lực của văn phòng cấp ủy trong việc tham mưu xây dựng ban hành các chỉ thị, các nghị quyết, các chương trình, kế hoạch, đề án một cách sát với thực tiễn hơn nữa của thành phố Đà Nẵng chúng ta. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai có hiệu quả, thiết thực cái đề án về cải cách hành chính trong đảng giai đoạn 2020-2025, các đề án về công tác văn thư lưu trữ, đề án về số hóa tài liệu. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh, công tác văn phòng có một tầm quan trọng đặc biệt giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình. Cán bộ văn phòng nắm thông tin sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng. Thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Bác, văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục ra sức phấn đấu rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trang trội phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, không ngừng đổi mới tác phong, lề lối làm việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.